Hello mọi người, Boki nè. Với đây Boki sẽ giới thiệu cho các bạn một bé body mist mùi hoa nha. Thông thường mọi người cứ vào mùa thu thì bé Sự Body Works sẽ ra hai bé body mist, một chai mùi hoa, còn một chai sẽ thuộc về nhóm mùi ngọt, gỗ, ấm mà nó hơi sang sang á. Thì năm nay chai mùi hoa sẽ ra trước, rồi cái mùi mà gỗ gỗ ấm ấm sang sang nó sẽ ra sau, thì chắc phải tầm tháng 11, tháng 12 đi, tới lúc đó Boki sẽ lên clip cho mọi người sau ha. Còn bữa nay thì lên clip mùi hoa trước. Bé này tên là Chasing Firefly nha mọi người. Nói về cái bao bì của nó thì thật sự nó rất là đẹp đúng không mấy bà, nó cũng có ra nước hoa nữa. Dòng này là Signature Scent, có nghĩa là nó chỉ ra một mình nó như thế này thôi, và Boki cũng chỉ giới thiệu đúng một chai như thế này thôi, chứ nó sẽ không thuộc bộ sưu tập nên là Boki sẽ không có bài ra nhiều chai như bình thường mấy bạn hay thấy. Chai này á thì theo Boki thấy nha, nó là một mùi hoa khá là ngọt ngào. Nhưng mà bữa nay Boki sẽ chia ra feedback theo hai kiểu. Một kiểu là theo cái cách nhìn hơi trung lập xíu đi, tôi sẽ cố gắng tôi nhìn thi cho trung lập. Còn một kiểu nữa thì Boki sẽ nói theo cảm nhận riêng của Boki, là theo gu của một người không có thích hoa cho lắm. Rồi ok, let's go nha. Chasing Firefly á mọi người, bé này á nó sẽ có thành phần là quả lê này, có thành phần là mùi hoa nhài và gỗ nữa. Ở chai này á, nó nhận được khá là nhiều đánh giá tích cực ở bên website của hãng á các bạn. Tại sao? Tại vì nhiều người người ta thấy wow, một mùi hoa ngọt ngào, dễ thương, mịn mũi. Và mọi người á thì lúc mà ngửi ở tiệm á thì đa phần đều rất là thích Chasing Firefly. Trước khi Boki lên cái clip này thì Boki đã bán ở tiệm được một thời gian rồi, và Boki thấy mọi người đều khá là thích bé này thôi. Chỉ có điều là nếu mà ở góc độ của Boki là một người không có thích hoa cho lắm, thì lúc mà Boki mới xịt ra mọi người, Boki thấy nó khá là ngọt. Boki lại không có thích những cái mùi hoa mà nó hơi bị nhiều hoa á mọi người. Mùi hoa mà kết hợp với lê thì thông thường rất là dễ bị cái trường hợp là mùi ngọt luôn. Nên là dạng mùi này thì chắc chắn là nó sẽ không phải gu của Boki rồi. Nhưng mà Boki sẽ không có phủ nhận một cái chuyện là mùi nó bám trên da khá là ok này, cũng như là cái mùi ngọt của nó sẽ mang theo cái vibe nước hoa. Vì nó mang theo cái vibe nước hoa nên là có rất là nhiều bạn thích và mong đợi bé body mist này. Nhưng mà Boki lại không thấy nó quá nịnh mũi như là Fall in Bloom hay là Poor Wonder. Những cái dạng mùi đó nó mix với trái cây rất là đậm đà mọi người, kiểu như là 50% hoa, 50% trái cây, nó mix lại rất là đã. Nên là Boki lại thích kiểu Poor Wonder hoặc là Fall in Bloom hơn. Nhưng mà bé này nó lại thiên về theo cái kiểu ngọt ngọt, ấm ấm, sang sang theo kiểu là Fairy Tale hoặc là Dahlia. Thì nếu mà các bạn thích những mùi ngọt ngào như kiểu Good Girl hoặc là Lancôme đồ đó thì chai Chasing Firefly chắc là sẽ hợp với mấy bạn. Còn Boki thì thích theo cái kiểu là Soul Scandal đồ đó, kiểu là nó phải ngọt nhưng mà nó phải có hint trái cây vô, đậm đà vô thì Boki mới thích. Còn cái kiểu này nó ngọt ngào, rất là tiểu thư, rất là bảnh bèo, rất là dễ thương, thì cái kiểu này thì nó sẽ không dành cho Boki. Nên cái dạng này á, cái gì nó dạng mùi hoa như thế này á, Boki khuyên là thứ nhất là các bạn nên mua chai chiết, cái thứ hai là các bạn nên xác định được là cái gu của mình là nó sẽ thuộc về cái trường hợp nào thì mình sẽ ok hơn. Nên là nếu mà các bạn mua chai này mà tặng cho đồng nghiệp này, cho mẹ này, hoặc là cho những cái bạn nữ mà cực kỳ nữ tính á, thì Boki nghĩ xác suất là thành công sẽ cao. Nhưng mà nếu mà các bạn mua cho những bạn mà cá tính hơi mạnh một xíu này, cũng như là những bạn mà hơi không thích những dạng mà mùi quá là thuần ngọt á, thì có thể là Chasing Firefly không có ok cho lắm. Bù lại thì nó không có hương chua, nó không có hương những cái hương trái cây chua chua, đồ berry, đồ đó ở trong bé body mist này. Là được cái này thì sẽ mất cái kia thôi mọi người, nên là các bạn nên xác định kỹ cái gu trước khi mua Chasing Firefly nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha.